Ê, đừng chân à, ngồi đây, mình nói cho cái điều này hay cực. Điều này chắc chắn là không ai bán nước hoa muốn nói cho bạn biết đâu. Nhưng mà chỉ có mỗi mình nói cho bạn biết thôi. Đéo tin. Nếu như các bạn mới tìm hiểu về nước hoa và các bạn có những cái thắc mắc là tại sao giá nước hoa ở Việt Nam, các shop bán online hay là kể cả có những cái cửa hàng lớn thì giá của Việt Nam nó luôn luôn rẻ hơn những cái sản phẩm ở nước ngoài, rẻ hơn các store hãng, rẻ hơn web hãng. Lý do vì sao vậy? Ngày hôm nay mình sẽ nói với các bạn, giải thích cho các bạn một phần nào đó thôi. Còn tất nhiên thì các bạn bán hàng không phải lo lắm, tại vì mình cũng sẽ nói những cái mà mình nghĩ rằng là ai cũng nên biết để người ta có thể tin tưởng lựa chọn, và các bạn đỡ phải giải thích tại sao giá của các bạn lại rẻ hơn giá ở các store, các web hãng nhá. Và nếu như mua ở những cái shop như vậy ở Việt Nam thì phải chấp nhận những cái rủi ro nào đi kèm, thì tất cả sẽ được nói hết trong video ngày hôm nay. Bắt đầu ơi. Điều đầu tiên là mình muốn nói tới đó là tất cả những cái sản phẩm không riêng gì nước hoa, để mà các bạn biết tới, các đến được tay các bạn, đến được tay người tiêu dùng, thì nó có rất nhiều chi phí. Ví dụ như là sáng tạo về sản phẩm này, xong rồi về cái việc là sản xuất này, rồi chi phí vì marketing này, rồi chi phí về thuê mặt bằng, thuê kho, thuê nhân viên, training nhân viên. Đó mãi là đủ các loại phí để duy trì một mặt hàng để đến được tay các bạn, để các bạn biết tới. Thì đó là những cái chi phí mà chắc là ai làm về mảng gọi là kinh doanh thì ít nhiều các bạn đều hiểu, đúng không? Nước hoa cũng như vậy, không ngoại trừ. Thậm chí là nếu như các bạn đặt được những cái nơi nó sản xuất số lượng lớn thì cái giá thành, cái chi phí sản xuất nó còn rẻ hơn rất nhiều. Mà bản chất ấy, một chai nước hoa nó đã vốn rất rẻ, nó chỉ tầm mấy đô la thôi cho một cái chai nước hoa sản xuất ra. Đây là chưa nói đến việc là gắn mác hay là rồi chi phí marketing, thuê người nổi tiếng PR rồi để mà phân bố rộng rãi nha. Vậy thì các hãng họ sẽ bán những cái sản phẩm này dưới những hình thức như nào? Thứ nhất đó là họ sẽ mở những cái store của hãng, như là những cái thương hiệu designer thì họ sẽ bán kèm với những cái về như kiểu là Gucci này, họ sẽ bán cùng với cả quần áo, túi sách, rồi tất cả những cái thương hiệu thời trang YSL, rồi D&G, vân vân, tất cả thì kể cả Louis Vuitton nữa, họ cũng bán nước hoa đi kèm cùng với luôn. Thì đây là một cái hình thức bán. Đến đây thì các bạn, khi các bạn bỏ một cái số tiền ra, ví dụ như là một chai của Tom Ford đi, nó rơi tầm 200 đô, thì ở đây các bạn ngoài việc các bạn nhận được sản phẩm khi các bạn mua thì các bạn được trải nghiệm cái không gian, các bạn được tư vấn mùi hương, để những câu chuyện xung quanh với Labolo các kiểu đó, và các bạn được làm khách hàng khi mà các bạn đạt đến những cái số điểm mà các bạn tích được khi các bạn mua hàng này, rồi cái chăm sóc về sau nếu như xảy ra những cái vấn đề gì thì các bạn được quyền khiếu nại đến hãng. Thì đó là những cái mà khi đặc quyền mà các bạn nhận được khi các bạn mua tại store. Cái nước thứ hai đó là bán hàng online. Cái này thì sẽ dành cho những người nào đã dùng qua mùi hương đó rồi, hoặc là các bạn không có nhiều thời gian, hoặc là chỗ bạn thì không phải có những cái trung tâm thương mại để các bạn đến được thử, mà các bạn xem qua các review rồi đọc những cái bài viết review về sản phẩm thì các bạn mua. Ở đây thì thường sẽ có giá, thỉnh thoảng sẽ có kiểu sale off bao nhiêu phần trăm đấy, 10% nó. Đó lại là họ không mất cái chi phí thuê mặt bằng, nhưng mà họ cũng mất những cái chi phí như kiểu là xây dựng web này, rồi chi phí để thuê người trực để trả lời này, lên đơn hàng các kiểu, ship dùng các thứ cho bạn. Thì đó là cái hình thức thứ hai. Cái hình thức thứ ba mà mình muốn nói tới ở đây cũng là một cái hình thức nó sẽ liên quan đến Việt Nam, đó chính là việc phân phối cho bên thứ ba. Phân phối cho bên thứ ba ở đây thì cũng có rất là nhiều, đó là những bên nào mà có đủ điều kiện để họ có thể nhập phân phối hàng thì các hãng này sẽ bán cho họ. Và điển hình như là Sephora hay là những cái ở Việt Nam có Perfume World, ở trong các trung tâm thương mại họ sẽ đặt hàng trực tiếp từ hãng, hoặc là làm việc với những cái hãng, hoặc là một bên nào đó, đó lại là một bên trung gian rất là lớn, thì họ sẽ nhập những cái sản phẩm đấy về. Về đây thì họ có thể là cũng mở cửa hàng, nhưng mà ở đây thì họ sẽ có nhiều brand hơn, người dùng thì người ta có thể đến đây, người ta trải nghiệm rất là nhiều hãng khác nhau. Ở đấy thì họ cũng mất chi phí mặt bằng này, rồi chi phí nhân viên, chi phí marketing, chạy quảng cáo đủ các kiểu, đó mãi là cũng gần như không kém gì. Và chắc chắn một cái điều với các bạn rằng là khi mà các hãng phân phối cho các bên thứ ba, họ không thể nào để với cái giá hãng được, đúng không? Tại vì họ còn phải cắt lợi nhuận, chia phần trăm lợi nhuận cho bên thứ ba.
Lúc này thì họ đã bớt được những cái rất nhiều chi phí khác, nên là chắc chắn cái này thì cái phần trăm lợi nhuận nó sẽ rất lớn, 20, 30, thậm chí là 50, thậm chí là hơn ấy. Cái đấy thì mình thực sự là mình không biết được, là vì nó ở tầm kiểu vĩ mô đấy. Đó là những cái bên phân phối thứ ba mà các bạn biết. Thì ở trong đây còn có một cái nữa, đó là những cái thương nhân ở Việt Nam. Họ có thể thành lập ra những cái công ty chuyên về mỹ phẩm. Họ làm việc trực tiếp với hãng, họ làm order tầm 10.000 chai, 100.000 chai, như kiểu là Dior Sauvage hay là YSL, YEDP. Họ làm việc tầm 100.000 chai thì lúc ấy giá nó cũng sẽ rất là rẻ. Và những cái thương nhân này thì họ không đi thuê mặt bằng, họ cũng chả phải bán làm gì cả. Họ nhập về được một cái giá tốt và rồi họ lại bán lại cho một bên. Đó mãi là như kiểu cái hình thức đa cấp, như kiểu là cộng tác viên ấy. Thì những cái đầu kho tổng lớn ở các tỉnh thành, ở các miền thì họ cũng sẽ nhập về. Và mỗi một lần nhập qua một cái gọi là một cái bậc như vậy thì giá nó sẽ đội lên. Mỗi bên ăn một ít, ăn một ít, ăn một ít. Đấy, các bạn đại khái các bạn hiểu được cái như thế. Thực ra thì mình nghĩ là cái này thì ai làm mảng kinh doanh thì cũng sẽ đều hiểu thôi. Các bạn cứ qua một đầu cộng viên thì mỗi cộng viên lại ăn thêm 100, 200, 300, 400. Đấy là chuyện rất là bình thường. Và chắc chắn một điều nữa, đó là thường hay đa số nhỉ? Mình nghĩ là đa số. Những nơi bán online hay là kể cả những cái shop ở Việt Nam thì giá của họ sẽ không thể nào cao hơn giá store. Ít nhất là ngang bằng. Có một vài shop thì cũng lấy ở những cái tổng buôn, xong rồi họ bán ngang với giá store luôn. Họ bảo đấy là hàng sách tay. Nhưng mà các bạn thử động não một điều thôi, rất đơn giản. Đó là nếu như mà sách tay thì họ phải sang tận nơi, họ mua về, họ chịu phí vận chuyển, đóng gói các kiểu về đến đây. Nhưng mà giá lại bằng giá store thì họ lãi ra ở đâu, đúng không? Cái đấy thì mình nghĩ rằng là ai cũng hiểu, chỉ là một số người cố tình không hiểu. Mình không muốn đi quá sâu về cái vấn đề về giá, cũng như là về cái nơi mua uy tín, làm sao mua ở đâu để có thể rẻ nhất, tối ưu nhất. Ai cũng muốn điều đó. Nhưng mà mình nghĩ là cái đấy thì là cái vấn đề tế nhị liên quan đến những người bán hàng mà. Kể cả như mình thôi, khi mình bán là một thằng nói ra những cái mẹo như thế, những cái gọi là mặt sau của cái việc kinh doanh nước hoa, không ai muốn quá, nên là thôi mình sẽ giữ lại đến đây nhá, chỉ nói đến đây. Vậy thì muốn cái giá rẻ như vậy thì những cái bạn phải chấp nhận đó là gì? Thứ nhất, đó là việc các bạn bỏ tiền ra nhưng chưa chắc các bạn đã nhận được những cái sản phẩm nó chuẩn. Tại sao mình lại nói như vậy? Mình không phủ nhận là ở Việt Nam rất nhiều người bán hàng chuẩn, nhưng nó có những cái trường hợp, đó là đôi khi các bạn nhập, các bạn không biết nguồn hàng của các bạn như thế nào. Đấy là cái việc chắc chắn có. Cái thứ hai ở đây, cái vấn đề thứ hai ở trong cái mục này, đó chính là nhiều khi có những cái bên họ bán fake và họ bán với giá out. Nên là với những cái người mà chưa có kinh nghiệm, những cái người nào mua lần đầu, các bạn sẽ rất là hoang mang. Tại vì ok, khi các bạn hiểu là cộng tác viên thì chắc chắn là chênh giá, nhưng mà các bạn nhìn cái mức giá nó cứ chai này cách chạch, một bên bán 2 triệu, một bên bán 2,2 triệu, một bên bán 2,4 triệu, một bên bán 2,5 triệu. Nhưng mà thế này, có một bên bán tầm 1,5 triệu hay là 1,3 triệu chẳng hạn, nó cũng rất là lăn tăn. Nên là khi các bạn quá là ham rẻ thì các bạn sẽ dính phải những sản phẩm fake. Và nếu như các bạn không có kinh nghiệm thì những cái người bán fake mà kiểu cao tay ấy, người ta cũng có thể bán trà trộn vào và nói là đây là nhiệt của cộng tác viên mà, giá nó cũng rất là rẻ, em cứ yên tâm. Xong rồi mua xong thì không liên lạc lại được nữa. Đấy là chuyện quá bình thường. Cái điều thứ hai mà các bạn phải đánh đổi ở trong này, đó là các bạn sẽ không được trải nghiệm cái không gian, không được nghe những cái câu chuyện, những cái lý do tại sao mùi hương đó nó được xuất hiện, nó được làm ra với cái ý tưởng như thế nào, nó phù hợp với những cái hoàn cảnh ra sao. Tại vì khi mà các cộng tác viên nhập hàng, càng nhiều cộng tác viên thì đơn giản nó chỉ làm một câu chuyện giữa mua và bán. Có nghĩa là bạn tìm sản phẩm và tôi có sản phẩm, thì bạn xuống tiền tôi đưa cho bạn sản phẩm, hết. Không có những cái trải nghiệm kia. Tại vì ở những cái store ấy, thì họ sẽ đào tạo nhân viên, họ nếu như họ tâm huyết, họ đào tạo nhân viên, họ tư vấn có tâm, rồi họ sẽ tìm hiểu những cái câu chuyện tại sao mùi hương đấy lại như thế, tại sao cái mùi hương đấy nó được ra đời, nó ra đời vì lý do như thế nào, perfumer là ai, ông ấy làm những cái mùi nào. Rất là nhiều những câu chuyện đấy mà mình nghĩ là nếu như bạn nào muốn tìm hiểu sâu, cũng như là các bạn thích nghe kể chuyện ấy, thì các bạn rất thích nghe cái này. Nếu như các bạn trải nghiệm ở những store chính hãng, những store mà
bán những cái sản phẩm niche indie, tại vì chủ yếu designer thì cũng không hay kể mấy cả. Cái yếu tố thứ ba đó là các bạn nhận được sự tư vấn lựa chọn về mùi. Cái này thì chắc chắn là nếu như các shop lớn họ sẽ training nhân viên này, hay là các shop chính hãng họ sẽ training nhân viên, họ sẽ giải thích là mùi hương đấy có những cái gì nó phù hợp với cái thời điểm như thế nào, blablabla, hay là những cái mùi hương tương tự nếu như sản phẩm đấy hết. Đó, bạn sẽ không được trải nghiệm cái đấy, mà đơn giản là ông tự đi mà xem trên mạng. Đấy, ông đến đây mua. Còn nếu cùng lắm thì người ta tư vấn cho các bạn sẽ là mùi này hot anh ạ, mùi này nha, năm nay hot trend, anh cứ mua đi, anh yên tâm, mùi này năm nay ngon, nổi tiếng. Rồi khi các bạn xài, các bạn không hợp, các bạn lại để đấy. Đôi khi các bạn lại mang đi cho, hoặc là đôi khi các bạn kiểu mang đi bán. Đấy, tự nhiên phí công, mất thời gian đúng không? Không lựa chọn được cái mùi hương ưng ý. Nên là cái việc mình đánh giá những cái shop mà họ có cái sự tư vấn, mình đánh giá rất là cao. Cái việc tư vấn này nó không chỉ dành riêng cho những cái cửa hàng bán offline, mà kể cả online cũng vậy. Nhiều người thực sự là mình thấy những người bán nước hoa ấy, họ bán có cái tâm, họ tư vấn một cách rất là chuẩn, và họ không có kiểu ê, sản phẩm này tao tồn nhiều hàng lắm, nên là tranh thủ đang có con gà này hỏi sản phẩm đang hết thì tao sẽ tư vấn cho mày cái sản phẩm này, nên là tao sẽ tranh thủ bán được hàng. Không, đôi khi họ có nhiều lựa chọn hơn mà họ cảm thấy không phù hợp thì họ sẽ không recommend này các bạn. Đó, đó là những cái nơi mà các bạn nên lựa chọn. Cái yếu tố cuối cùng trong này cũng là một cái yếu tố cực kỳ quan trọng khi mà mình đánh giá một nơi mua nước hoa uy tín, gọi là tốt ấy, đó chính là cái vấn đề chăm sóc khách hàng về sau, hậu mãi. Các bạn có thể gạt qua hết, các bạn có thể không cần những cái yếu tố mà mình vừa mới nói ở trên, nhưng mà khi các bạn mua một cái sản phẩm về, các bạn chẳng may cái vòi nó bị lít này, hay là sản phẩm nó có vấn đề về bong chóc, hay là khi vận chuyển nó có vấn đề về ví dụ như là vỡ biếc, hay là lít, hay là hộp nó bị móp các kiểu, thì lúc này chúng ta mới cần đến cửa hàng. Và những cái cửa hàng nào có chế độ hậu mãi tốt thì họ sẽ đổi trả cho các bạn này, họ sẽ giải thích cái lý do vì sao bị như vậy, hoặc là đơn giản những cái shop mà khi mà những cái người cộng tác viên ấy, người ta nhập về người ta không có tìm hiểu, thì đôi khi một cái mùi mà các bạn ví dụ nhá, mình nói kiểu YSL Lanvin de Nôm, ví dụ bạn chai của bạn là từ 2012 chẳng hạn, đến bây giờ bạn mua lại chai tiếp theo bạn thấy mùi hương nó kém hơn, thì nếu như các bạn không tìm hiểu, các bạn không biết, cũng như là người bán thôi, các bạn cũng chả biết gì cả, thế là người bạn sẽ nghĩ rằng là chai nước hoa đấy là chai fake, nơi kia là nơi bán fake đúng không, bạn quay ra bạn hỏi thì người kia cũng đã cũng chả biết gì mà trả lời các bạn cả. Xong rồi người ta lại phải đi hỏi những cái nơi khác, và rồi rất lâu sau người ta mới có thể trả lời các bạn. Hoặc là những cái chai của bạn như kiểu chai bị hỏng vòi, bị lích vòi sau một thời gian xịt này, xịt nó cứ bị bắn ra này, nó không được như mong muốn, thì các bạn hỏi lên, các bạn muốn đổi trả thì các bạn cũng phải chờ người ta, tại vì người ta chỉ là cộng tác viên, người ta cũng chỉ lấy hàng từ một nơi khác về thôi các bạn, người ta bán cho bạn thôi. Tóm lại thì riêng cái khâu này mình thấy rằng là nó sẽ rất mất thời gian, mất tiền bạc, cũng như là tạo cho mình một cái sự bực bội. Không ai muốn có cái sự bực bội đấy cả khi mua một sản phẩm nước hoa đúng không? Vậy thì xem bên đây sẽ có nhiều bạn hỏi rằng là ê, thì chốt lại thì mày nói rất là hay, vậy nơi mua nước hoa uy tín là đâu? Mình luôn nói với các bạn một điều rằng hãy ra những trung tâm thương mại, nếu như ở đó, ở chu bạn ở có những cái trung tâm thương mại, hoặc là các bạn đến những cái store chính hãng, đến những cái nơi mà họ đã, những cái cửa hàng họ đã phân phối độc quyền về sản phẩm. Ở nước ngoài thì cái việc này nó rất là đơn giản, như kiểu đến Sephora hay là đến những cái cửa hàng kiểu duty free chẳng hạn, nhưng mà ở Việt Nam nó rất là ít, nó chỉ là trung tâm thương mại thôi. Còn nếu như các bạn không đến được những nơi này thì những cái nơi mà mình đã trải nghiệm mình cũng đều recommend cho các bạn ở phía dưới. Nhưng mà nếu như các bạn không tin, có nghĩa là chúng ta không tin nhau nhá, thì mình có một cái mẹo như này, đó là hãy đến những cái cửa hàng được vote cao, được có cửa hàng lớn, có nhân viên. Tại vì nếu như đến đấy sản phẩm có không ưng, sản phẩm có không đúng, thì bạn ít nhất là có thằng còn nắm tóc, các bạn giật được, các bạn bóc phốt với các thứ, nó còn dễ để người ta có thể giải quyết cho các bạn. Chứ nếu mà mua của những người kiểu giời ơi đất hỡi chẳng hạn, thì các bạn sẽ lúc tìm nhau nó rất là khó, như kiểu lạc nhau giữa muôn đời vậy. Còn ở đây mình chỉ nói, giải thích cho các bạn lý do vì sao mà giá nước hoa ở Việt Nam lại rẻ hơn giá tại các store, các web hãng. Thực chất ấy, ở các thị trường châu Âu ấy, nếu như các bạn chăm chỉ tìm hiểu, mình cũng có tham gia vài nhóm nước hoa, gọi là những cái chợ nước hoa ở nước ngoài ấy, thì các bạn cũng sẽ thấy những cái điều như mình, đó là ở đây thì giá
họ cũng rẻ hơn, giá họ niêm yết ở trên hãng cũng như là ở cửa hàng rất là nhiều. Chỉ là các bạn có bỏ thời gian, bỏ công sức và tiền bạc và cái sự tin tưởng đấy đặt vào những cái nơi đấy hay không thôi. Còn một lần nữa mình muốn nói rằng là tiền ở trong túi các bạn giữ nó ra sao, các bạn dùng nó nhà, các bạn đặt nó vào đâu, các bạn mua cái gì, hoàn toàn là lựa chọn các bạn. Tất cả chỉ là yếu tố tham khảo thôi. Và nếu như không cảm thấy tin tưởng, tốt nhất nách luôn, tìm nơi khác. Và nếu thấy video này hay và bổ ích thì đừng quên việc like, share cũng như ấn nút chuông theo dõi để có thể nhận được nhiều video hơn nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.